ta sẽ cùng tìm hiểu thế nào là từ đồng nghĩa. Từ đồng nghĩa được phân loại thành từ đồng nghĩa hoàn toàn và từ đồng nghĩa không hoàn toàn. Từ đồng nghĩa còn được sử dụng rộng rãi trong thành ngữ và tục ngữ. Và chúng ta sẽ cùng ứng dụng một số bài tập để kiểm tra xem mình đã nắm được kiến thức như thế nào. Chúng ta cùng vào phần đầu tiên, tìm hiểu thế nào là từ đồng nghĩa. Từ đồng nghĩa rất đơn giản, đó là những từ giống nhau hoặc gần giống nhau về nghĩa. Ví dụ, siêng năng, chăm chỉ, cần cù, chịu khó, cần mẫn, chuyên cần đều là những từ để nói về sự chăm chỉ. Vậy từ đồng nghĩa bao giờ cũng phải có nét nghĩa chung. Từ đồng nghĩa được chia thành hai nhóm, đó là từ đồng nghĩa hoàn toàn và từ đồng nghĩa không hoàn toàn. Từ đồng nghĩa hoàn toàn có thể thay thế được cho nhau. Ví dụ, các con dễ dàng nhận ra hình ảnh của con hổ. Người ta còn có thể gọi hổ là hùm hay là cọp. Những từ này đều chỉ một loài vật, đó là hổ. Và từ đồng nghĩa hoàn toàn có thể thay thế được cho nhau. Ví dụ, hổ là loài thú dữ thuộc họ mèo. Ta cũng có thể nói là hùm là loài thú dữ thuộc họ mèo. Và cũng có thể nói cọp là loài thú dữ thuộc họ mèo. Khi thay thế được cho nhau như vậy, ta gọi là từ đồng nghĩa hoàn toàn. Thêm một ví dụ nữa nhé. Đây là hình ảnh của máy bay. Con có thể dùng từ để thay thế cho từ máy bay bằng từ tàu bay, phi cơ hay chuyên cơ. Vì thế, những nhóm từ này cũng là nhóm từ đồng nghĩa hoàn toàn.